Vâng, thì mình đi rửa xe cho xịt trong máy luôn, cho máy nó sạch sẽ. Đây cũng gần 1 năm rồi, trong phần máy thì mình chưa xịt rửa gì. Chất nhựa, chất đồ đạc ở trong xe mình mà nó sạch sẽ, không xài bằng hóa chất thì máy móc của mình sẽ là ngon lành và ok hơn. Khi xài hóa chất bây giờ là máy móc mình dễ bị hư tổn, ba cái đồ điện, ba cái tắt điện lắm. Nên là em xài vào cái này là công nghệ phun nước nóng. Công nghệ này có lâu chưa anh? Cái công nghệ này thì em mới lấy từ bên Nhật lấy về, chứ ở bên này là rất là ít. Ở Sài Gòn này giờ có nhiều người làm chưa? Hay cái là nhà em là đầu tiên đó. Đầu tiên là cái này hay. Dạ đúng rồi anh. Địa chỉ nào đi? Qua địa chỉ của chỗ mình ở đâu vậy anh? Dạ địa chỉ thì em là 95 Tân Thắng, ở đối diện với On Tân Phú của anh ơi. Rồi xe có anh còn biết